Mến chào các em học sinh lớp 8. Hôm nay cô có một cái video clip hướng dẫn cho chúng ta ôn tập trang trí bài lều trại. Thì ở bài lều trại trên lớp cô cũng đã hướng dẫn cho các em về cách trang trí cổng trại và lều. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung nói về trang trí lều là chính. Phần 1 nhỏ sẽ là phần quan sát nhận xét. Phần 2 là phần hướng dẫn lại cho chúng ta các bước thực hành trang trí lều. Và thứ cuối cùng chính là phần chúng ta sẽ tham khảo một số những cái dạng lều để chúng ta có những cái ý tưởng khi chúng ta. Ở phần quan sát nhận xét thì cô có đưa ra một vài những cái hình dáng lều cho chúng ta tham khảo. Ở phần hướng dẫn thực hành thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm những hình dáng đẹp cho lều. Và đây là một trong những cái dạng lều đơn giản nhất mà cô thiết kế, cô để sẵn cho các em. Rồi tiếp theo là phần chúng ta sẽ bố cục cho lều, bố cục trang trí cho lều. Thì có hai dạng như chúng ta đã ghi rồi đó, thì có dạng trang trí cân đối hoặc là không cân đối. Và đây là một số những cái lều được trang trí vừa có chữ và vừa có hình, và thậm chí là có những cái lều thì tùy theo ý thích họ không cần có chữ trên đó cũng được. Thì ở đây các em có thể là trang trí theo cách riêng của mình, có thể là họa tiết hoa lá, có thể là phong cảnh, có thể là hình ảnh hoa kết hợp với núi, hoặc là hình ảnh chim én về mùa xuân kết hợp với đường diềm, hoặc là cảnh núi với lại những đàn thiên nga kết hợp với đường diềm. Và ở phần cuối cùng là phần hướng dẫn về nhà. Thì bài ghi chúng ta đã ghi ở sẵn ở trên cái tập của mình ở trên lớp, và dụng cụ chuẩn bị cho tiết sau để chúng ta thực hành kiểm tra giữa học kỳ đó là bút chì, gom, bút màu hoặc giấy màu cắt dán tùy theo ý thích của các em. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn.